Mấy giờ rồi? 5 giờ rồi. Con thưa cha, con là Giuse Trần Trân Hải, 60 tuổi, đến từ giáo sư Thành Tâm Ban Mỹ Thuật, mới đến sáng nay lúc 5 giờ sáng ạ. Rồi, được ơn gì? Dạ, thưa cha, con được ba nhiều ơn, nhưng mà con thể cảm thấy ba ơn. Ơn nhất là vào đầu năm 2017, con cùng với hai vợ chồng em của con là anh em kết nghĩa cũng bị bệnh, thì cùng rủ nhau là đi vào lòng thương xót. Thì tuy nhiên thì con cũng khát khao đi vào lòng thương xót nhiều lần, nhưng mà từ đó là có dịp là cùng với hai vợ chồng đi luôn. Thì kể từ hôm đó đi vào lòng thương xót lần thứ nhất bị cha đập tay, và con cũng tiếp thêm đi một lần nữa. Thì từ về con có một cái suy nghĩ, và con nghe về cái máy con không bao giờ quen được, và không bao giờ chán, và con muốn nghe và bị gì? Cái máy của cha, cái máy ra. Sau đó là nghe cái máy không chán hả hay sao? Dạ, nghe cái máy của cha không chán à? À, nghe máy không chán thì nghe tưởng là không quay đầu được. Cái máy ơi. Thứ nhất là hai vợ chồng vào được đến giáo điểm tin mừng, rồi được đặt tay. Rồi thứ hai là có cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, về nghe mãi không chán. Rồi cái tiếp. Dạ, thưa cha, thì từ chỗ đó thì con được một cái ơn là trước đấy thì riêng với đạo thì con đi chủ nhật đi lễ thì cũng là đi lễ thôi, chứ cũng không có nghĩ, không có khái niệm hình dung về lòng thương xót là như thế nào. Con cảm thấy có thể là một năm hai năm không chứng tội, nhưng mà kể từ lúc đi lòng thương xót rồi thì thưa cha, thì con không bao giờ bỏ lễ, và cũng tối thường không bao giờ là bỏ được một cái ngày, và kể cả 3 giờ chiều con lên chùa Lão Thương Xót không lần nữa. Vâng, cái ơn thứ ba là ơn mà chúng ta thấy Thánh Maximilian Kolbe trong thời của ngài và thời ngày hôm nay, đó là ơn không có khỏi cái bệnh thờ ơ tôn giáo. Đi đạo thì đi cho nó có thôi, đi lễ cũng đi cho nó có thôi, đi cho nó qua loa đại khái thôi. Không biết đi lòng Chúa thương xót, cũng chẳng biết lần Chúa, chẳng biết đọc kinh cầu nguyện, cho nó có mà thôi. Bệnh thờ ơ đó đã được chữa bằng lòng thương xót Chúa. Từ ngày anh ấy nghe cái máy và anh ấy đã thay đổi một con người. Đi lễ là đi đúng vì là lòng yêu mến, và không chỉ lễ ngày Chủ nhật, còn lễ ngày thường. Và mỗi ngày biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót vào lúc 3 giờ chiều. Đây, gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh nha. Hallelujah.